Xin chào các bạn đến với bài tập ngày hôm nay. Thì bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng Flask. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới. Bài tập của chúng ta hôm nay là thiết kế một cái banner poster quảng cáo cho iPhone 6. Các bạn có thể dùng bất cứ dòng điện thoại nào cũng được. Để chúng ta thực hiện cái thao tác gọi là phát sáng cái viền điện thoại. Thì cái bài tập như thế nào thì các bạn quan sát cuối bài thì chúng ta sẽ thấy được hiệu ứng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế một cái poster đơn giản thôi. Ctrl T hiệu chỉnh cái điện thoại của chúng ta. Các bạn nhớ cho màu nền tùy ý. Ở đây chúng ta sẽ dùng nền đen, nền tối để chúng ta thấy được hiệu ứng cái viền phát sáng nó rõ hơn. Các bạn có thể Ctrl R để mở cái ruler lên để chúng ta canh giữa cho poster nó cân đối hơn. Ctrl T để hiệu chỉnh. Sau đó các bạn Ctrl G thêm một lớp nữa và chúng ta Ctrl T, chúng ta sẽ chọn là Flip Vertical để chúng ta đảo ngược xuống. Mục đích của chúng ta là tạo một cái bóng. Bóng mờ mờ phía dưới. Chúng ta opacity giảm xuống để chúng ta nhìn cái hình nó sẽ trong suốt hơn. Với những thao tác đơn giản như vậy thì chúng ta vừa thiết kế xong một cái poster. Chúng ta sẽ dùng Photoshop để thiết kế. Và sau khi thiết kế xong chúng ta sẽ dùng Flash để chúng ta chèn cái hiệu ứng vào. Bài tập của chúng ta hôm nay là thiết kế Flash. Rồi sau khi chúng ta được một cái banner thế này, chúng ta sẽ mở chương trình Flash lên. Flash của mình đang xài là bản CS6. Mình sẽ dùng Glass Sheet để cho dễ thiết kế giao diện Glass Sheet. Và chúng ta sẽ dùng là 2.0 các bạn ha. 2.0. Sau đó chúng ta sẽ import stay cái poster trong thiết kế bằng Photoshop vào. Hình của chúng ta kích thước là 500x700 thì chúng ta sẽ chỉnh cái nền trắng phía dưới chúng ta sẽ gọi là cái stay. Chúng ta cũng sẽ chỉnh là 500x700 luôn. Sau đó chúng ta sẽ canh giữa. Các bạn khi lưu ý là khi chúng ta canh giữa mà chúng ta không có check vào cái align stay thì nó sẽ không có ứng dụng gì, nó không có cái hiệu quả gì diễn ra hết. Thì chúng ta các bạn nhớ check vào cái ô đó và chúng ta canh giữa mới được. Rồi chúng ta vừa canh giữa cái hình poster chúng ta vào cái sân khấu flat, stay flat. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái viền bo góc theo cái viền của cái điện thoại iPhone 6 của chúng ta. Các bạn có thể hiệu chỉnh sao cho phù hợp. Màu đường viền là màu đỏ và màu nền là màu trong suốt. Chúng ta sẽ chọn đường ít, đường dấu chéo không màu. Sau đó chúng ta sẽ vẽ ra. Các bạn lưu ý khi chúng ta vẽ ra mà chúng ta không thấy được cái đường bo. Khi chúng ta vẽ như thế này và các bạn sẽ thấy không thấy đường bo hiện ra. Lý do là chúng ta chưa tạo một cái lớp mới. Và khi chúng ta vẽ ra cái đường bo chúng ta sẽ nằm dưới cái bức hình. Các bạn thấy không, khi mình vẽ ra mình sẽ không thấy được vì cái đường bo nó đã nằm dưới cái bức hình. Sau đó các bạn nhớ tạo một cái lớp mới và chúng ta sẽ vẽ lại. Các bạn nhớ là tạo một cái lớp mới và chúng ta sẽ vẽ lại. Các bạn lưu ý là khi trong Flash mỗi đối tượng chúng ta là chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới.
Rồi chúng ta vừa vẽ xong một cái đường bo cái điện thoại, đường với cái đường viền là màu đỏ và cái màu nền là màu chamberlain, không màu nền, chỉ có đường viền không thôi. Và chúng ta đặt tên là mat. Bài tập này chúng ta sẽ ứng dụng hiệu ứng mat, hiệu ứng mặt nạ của flash vào trong cái bài tập này. Chúng ta sẽ tạo tiếp một cái lớp mới, đặt tên là đường line, là sẽ cái đường line phát sáng dọc theo cái khung hình. Thì đến đây thì chúng ta có thể là vẫn chưa hình dung được cái đường line nó sẽ phát sáng cái viền điện thoại như thế nào, thì các bạn theo dõi những bước tiếp theo sau đây. Lần này chúng ta sẽ chọn là cái đường viền là không màu và cái màu nền là màu trắng. Chúng ta sẽ không cần bo góc, chúng ta gõ là không. Rồi sau đó chúng ta vẽ một cái đường thẳng hình chữ nhật. Và sau đây chúng ta sẽ chọn là cái màu nền. Các bạn có thể kéo dài đường viền chút xíu để khi mà nó giao nhau á, thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn màu là màu chuyển sắc. Click vào bảng màu, chúng ta sẽ thêm ở giữa bảng màu này một cái nút màu trắng. Và hai bên biên, hai cái đầu của nó chúng ta sẽ chọn alpha là không để lấy màu công suất. Bên đây chúng ta cũng sẽ làm tương tự không. Rồi, chúng ta vừa tạo được một cái làn sáng ở giữa với hai cái bên là hai bên không màu và cái đường màu trắng là ở giữa. Và rồi đó chúng ta sẽ xoay xéo, xoay xiên. Chúng ta sẽ nhấn F6. F6 các bạn ha. Để tạo một cái keyframe. Điểm đầu chúng ta sẽ nằm ở trên và điểm chúng ta sẽ cho cái hình nền chúng ta F5. F5 cái hình nền và F5 cái mask. Rồi, điểm cuối chúng ta sẽ kéo cái đường line của chúng ta xuống phía dưới. Và chúng ta lướt phải, chúng ta sẽ chọn là Classic Twin. Và khi chúng ta chạy thử các bạn sẽ thấy được cái hiệu ứng. Cái đường line của chúng ta nó sẽ chạy ven theo cái viền mask. Sau đó chúng ta sẽ chọn mask, click chuột phải vào layer và chúng ta chọn mask. Nhưng các bạn lưu ý ở điểm này, khi chúng ta Ctrl Enter lên á, thì nó sẽ không thấy được cái mask. Lý do là mask của chúng ta là nó là một đối tượng phải có màu nền. Nhưng mà ở đây chúng ta không có màu nền, chúng ta chỉ có đường bo thôi. Thì khi mà chúng ta chạy lên nó sẽ không có thấy được. Bạn lưu ý ha, hiện đối tượng của chúng ta đang là cái đường viền không màu nền. Và bước tiếp theo của chúng ta sẽ chọn là Modify, Shape và Convert View. Bạn nhớ ha, chúng ta sẽ chọn bước Convert Line to Fill. Để chúng ta sau bước này thì chúng ta ứng dụng mask vào, hiệu ứng nó mới chạy được. Các bạn thấy đây, chúng ta có một cái đường viền phát sáng. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập đường viền phát sáng viền theo cái iPhone 6 ứng dụng cho những cái poster quảng cáo trên website hoặc là những cái poster động trên những cái TV treo trong các cái siêu thị hoặc là trong các trung tâm mua sắm, thì nó sẽ có được cái hiệu ứng viền như thế. Và chúc các bạn thành công với bài tập này.